Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin giấu báo cáo tài chính Việt Nam khó vay tiền. Báo cáo hàng năm mới nhất của Mỹ về minh bạch tài chính toàn cầu nhận định rằng Việt Nam không có tiến bộ trong việc công khai các nguồn thu của chính phủ hay các thông tin về khai thác tài nguyên thiên nhiên. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra vào hôm 15 tháng 6 cho thấy Việt Nam không nằm trong số 76 trên 141 quốc gia được đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về minh bạch tài chính. Đây là hình ảnh vào ngày 2 tháng 1 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng 2020. Minh bạch tài chính, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc quản lý tài chính công một cách hiệu quả, giúp xây dựng niềm tin thị trường tư nhân và củng cố sự bền vững của nền kinh tế. Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói trong báo cáo mới nhất rằng minh bạch tài chính cho công dân biết thu nhập và thu nhập từ thuế của chính phủ được sử dụng như thế nào và do đó nó cung cấp cửa sổ cho người dân nhìn vào ngân sách của chính phủ và cũng như giúp cho các chính phủ chịu trách nhiệm về việc quản lý của họ. Theo tiêu chí toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, những nước đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về minh bạch tài chính là khi chính phủ của họ đưa ra công chúng các tài liệu ngân sách trong một thời gian hợp lý. Những tài liệu này phải hoàn chỉnh và đáng tin cậy. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, dù chính phủ Việt Nam trong thời gian qua đã cho phép công chúng truy cập đề xuất ngân sách điều hành và ngân sách được thực hiện, nhưng chính phủ Hà Nội đã không công bố báo cáo vào cuối năm trong một khoảng thời gian hợp lý. Thông tin về số nợ của các doanh nghiệp nhà nước không được công khai. Theo đó, dù chính phủ Việt Nam công khai là các tài liệu về các khoản chi tiêu và nguồn thu theo kế hoạch, nhưng họ vẫn không minh bạch hóa các tài khoản ngân sách. Thêm nữa, dù chính phủ Việt Nam dường như tuân theo các điều luật và quy định về trao đổi hợp đồng hoặc giấy phép khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định, nhưng các thông tin cơ bản về việc cho nhóm khai thác tài nguyên và cho phép ai làm điều đó ở Việt Nam không phải lúc nào cũng công khai. Và theo Ngân hàng Thế giới, minh bạch tài chính đặc biệt có một tác động quan trọng ở Việt Nam khi ngành kinh tế công đóng một vai trò tương đối lớn trong nền kinh tế của đất nước. Ngân hàng này đánh giá rằng Việt Nam có những tiến bộ đáng kể so với thập niên 1990 về việc minh bạch tài chính. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Kết quả khảo sát toàn cầu về chỉ số công khai ngân sách mở năm 2019 được đưa ra vào hồi tháng 5 năm nay cho thấy điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam đã tăng mạnh so với các kỳ đánh giá trước đó, tức là tăng 23 điểm so với năm 2017. Thời báo Tài chính cho biết đây là kết quả nỗ lực của Bộ Tài chính trong suốt những năm qua và mục đích công khai minh bạch ngân sách là nhằm tăng cường sự giám sát của cộng đồng và đảm bảo hiệu quả trong chi tiêu ngân sách, cũng như yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương của ngân sách nhà nước. Và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tiến hành đánh giá hàng năm về sự minh bạch tài chính của các chính phủ trên thế giới hiện đang nhận sự trợ giúp tài chính của chính phủ Hoa Kỳ nhằm giúp đảm bảo rằng các quỹ từ thuế của người dân Mỹ được sử dụng hợp lý và cũng để cung cấp những cơ hội tốt và đối thoại với chính phủ của các nước khác về sự quan trọng của minh bạch tài chính. Vào hồi tháng 5 năm 2020, Mỹ đã công bố viện trợ cho Việt Nam 9,5 triệu đô la để chống dịch viêm phổi Vũ Hán và một tháng trước đó, Mỹ đã tài trợ 42 triệu đô la để giúp phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Cũng theo đánh giá của Forbes đưa ra vào hồi tháng 4, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong hơn một thập niên qua, với kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng liên tục ở mức hơn 20% trong 3 năm gần đây. Riêng quý 1 năm nay, Mỹ là đối tác thương mại lớn của Việt Nam với tổng kim ngạch 19,5 tỷ đô la, tăng gần 20%, trong đó Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ gần 16 tỷ đô la, theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên, Việt Nam đang gặp phải một vấn nạn rất lớn, đó là nợ nhà nước. 12 dự án thua lỗ của ngành công thương, âm vốn và nợ trên 58.500 tỷ đồng Việt Nam. Đây là hình ảnh nhiều hạng mục của dự án Thisco đã đắp chiếu từ năm 2013 cho đến nay và đang hư hỏng nặng. Và chưa kể đến dự án nghìn tỷ đường sắt Cát Linh Hà Đông nằm ê chề giữa thủ đô Hà Nội, chưa có lối thoát, thì 12 đại dự án thua lỗ ngành công thương được báo chí nêu lên rầm rộ từ năm 2016 đến nay, càng làm càng phát hiện nhiều lỗi hơn nữa và lỗ càng nặng. Mỗi dự án lỗ lên hàng ngàn tỷ đồng vì tỷ lệ vốn và đi vay và hầu như đang đắp chiếu nên phải trả lãi vay mỗi tháng đã hàng trăm tỷ đồng, chưa kể chi phí khấu hao và rỉ sét hư hỏng, trang thiết bị do không hoạt động. Tổng mức đầu tư ban đầu của 12 đại dự án là 43.673 tỷ đồng Việt Nam và sau đó được phê chuẩn điều chỉnh lên 63.610 tỷ đồng và tăng 45,65%
trong đó vốn chủ sở hữu là 14.350 tỷ đồng, chiếm 22,56% và đi vay là 47.451 tỷ đồng. Trong tổ số vốn vay các ngân hàng trong nước là 41.800 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng phát triển VDB là 16.858 tỷ đồng và vay nước ngoài có bảo lãnh chính phủ là 6.617 tỷ đồng. Tổng số lỗ lũy kế của 10 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất từ thời điểm 31 tháng 12 tới năm 2016 là 16.000 tỷ đồng. Trên tổng số vốn sở hữu của các nhà máy này còn lại là 3.900 tỷ đồng. 7 dự án doanh nghiệp còn thua lỗ ở dạng dở dang, dừng hoạt động thì có 5 trên 12 dự án doanh nghiệp có tranh chấp vướng mắc với nhiều nội dung được doanh nghiệp đàm phán nhiều lần với đối tác nhưng vẫn không thành công. Dư nợ của các dự án doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng lớn đa số không trả được nợ đúng hạn. Hiện nay có 17 ngân hàng thương mại và một công ty tài chính cấp tín dụng cho 12 đại dự án của nhà nước này với tổng số dư nợ tới thời điểm này là 31.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Việt Nam dường như đã rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc khi đang rất bế tắc vì không dám kiện nhà thầu Trung Quốc khi họ không tiến hành đúng thời điểm bàn giao công trình. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã bị kỷ luật vì dự án thua lỗ nghìn tỷ Tisco 2. Trong tổng số 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương, 5 dự án doanh nghiệp có tranh chấp, vướng mắc hợp đồng, dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 ở Lào Cai, dự án cải tạo mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc, dự án nhà máy đạm Ninh Bình, dự án xây dựng nhà máy công nghiệp tàu thủy Dung Quất, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên, tất cả các dự án này đều do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm toàn bộ hoặc một phần. Tranh chấp, vướng mắc chủ yếu tập trung vào các vấn đề như sau: chủ đầu tư và nhà thầu chưa thống nhất trong việc xác định giá trị quyết toán do thay đổi về thông số kỹ thuật, xuất xứ, số lượng thiết bị so với hợp đồng đã ký và khối lượng phát sinh ngoài nội dung hợp đồng đã ký. Và việc đàm phán giải quyết tranh chấp đến nay vẫn không thành công. Trước tình thế này, báo cáo của chính phủ cho rằng có hai giải pháp xử lý được nêu ra. Một là đưa ra trọng tài hoặc tòa án để phân xử. Hai là chủ đầu tư tự quyết toán với trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định và không thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành quyết toán. Thế nhưng, đối với giải pháp đưa ra phân xử thông qua trọng tài hoặc tòa án, các doanh nghiệp đã thuê tư vấn pháp lý. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tư vấn đã khuyến cáo việc khởi kiện để xử lý tranh chấp hợp đồng EPC này. Và sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, như đường sắt Cát Linh, Hà Đông, đội vốn gấp 3 lần, chậm tiến độ 8 lần và chưa biết bao giờ chạy. Báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin dòng tít lớn liên tục về sự chậm trễ của công trình này. Đây là hình ảnh đường sắt Cát Linh, Hà Đông sau 10 năm vẫn chưa thể vận hành. Tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh, Hà Đông đã đề nghị cần 50 triệu đô la Mỹ để vận hành thử hệ thống với yêu cầu thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao. Báo Thanh Niên đã dẫn bản báo cáo của Chính phủ Việt Nam cho biết Ban quản lý dự án đường sắt đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để tìm hướng giải quyết. Hiện nay dự án đã giải ngân hơn 14,7 nghìn tỷ đồng trong số trên 15.000 tỷ đồng, đạt 81,9%. Bộ Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án nhiều lần khẳng định dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã hoàn thành 99%, nhưng báo cáo mới đây cho thấy 1% còn lại là một núi vấn đề, trong đó có yêu cầu lên tới 1.100 tỷ đồng từ phía nhà thầu Trung Quốc. Báo Lao động ngày 2 tháng 6 nói dự án này là khúc xương 13 km và dẫn lời của đại sứ Việt Nam tại các nước Trung Đông, ông Nguyễn Quang Khai so sánh Cát Linh Hà Đông với dự án đường sắt trên cao của Ethiopia dài 31,1 km với 39 nhà ga và tốc độ tàu có thể đạt 70 km/h cũng của tổng thầu Trung Quốc. Theo đó, cũng với tiêu chuẩn tương tự, công nghệ tương tự, nguồn vốn tương tự với Cát Linh Hà Đông, nhưng vốn đầu tư cho dự án đường sắt trên cao của Ethiopia chỉ có 475 triệu đô la và hoàn thành sau 38 tháng. Trong khi Cát Linh Hà Đông thì chỉ dài có 11 km nhưng vốn đã bị đội lên tới 868 triệu đô la, tức là đắt gấp 4 lần và chưa rõ ngày vận hành. Đại sứ Nguyễn Quang Khai đưa ra số liệu của Bộ Giao thông Vận tải Ethiopia cho biết, chỉ trong 9 tháng dự án này đã tạo ra 13.000 việc làm, đạt lãi suất 3 triệu đô la. Con số này khi ấy là chưa kể 98,35 triệu đô la mà Hà Nội sẽ phải bỏ ra để vận hành, chưa tính đến 50 triệu đô la mà nhà thầu Trung Quốc yêu cầu phải tiếp tục chi tiếp. Còn hiệu quả của dự án, tháng 12 năm ngoái, tổng thầu Trung Quốc cho biết, dù chưa đưa vào hoạt động xong các thiết bị điện trong nhà ga, đường dây phải chi phí với 100 triệu mỗi ngày, chưa kể 50 tỷ đồng tiền lương và các chi phí khác cho khoảng 2.000 cán bộ Trung Quốc và Việt Nam đang làm dự án này.
cũng chưa kể 14,5 tỷ đồng mỗi năm để kích cầu giá vé. Và cũng chưa hề tính đến khoản lãi mẹ đẻ lãi con mỗi năm phải trả cho Trung Quốc lên tới hơn 600 tỷ đồng tiền lãi. Đây là hình ảnh Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải được xem là người khởi nguồn cho những sai phạm nghiêm trọng trong dự án Thủ Thiêm đã gây bao oan nghiệp và đau khổ cho người dân Thủ Thiêm suốt 20 năm qua, nhưng mới đây chỉ bị kỷ luật cảnh cáo cách đi những chức vụ cũ mà ông không hề giữ trước đó. Kết luận của Kiểm toán Nhà nước như sau: khi phân tích kinh tế, chủ đầu tư không xem xét đến chi phí vận hành chiếm tỷ trọng lớn trong giai đoạn khác, dẫn đến kết luận dự án thiếu hiệu quả về mặt kinh tế và thiếu chính xác. Phương án tài chính ngay từ khi lập dự án đã phải bổ lỗ, nhưng các bên có liên quan chưa đề xuất khai thác hiệu quả. Cụ thể, lưu lượng hành khách do đơn vị tư vấn lập dự án giả định tính toán phân tích cao hơn nhiều so với số liệu báo cáo của Viện Chiến lược Giao thông Vận tải. Và kiểm toán kết luận như sau: phân tích hiệu quả và tài chính cho thấy tỷ lệ hoàn vốn nội bộ thấp hơn lãi suất vay, giá trị hiện tại đã âm, tỷ số chi phí xét trên góc độ tài chính cho thấy sẽ phải bù lỗ 552 triệu đô la đã tăng lên tới 891 triệu đô la là cái khoản đã bỏ tiền ra và chậm tiến độ 10 năm và đang phải trả lãi mỗi năm 650 tỷ đồng, đang bị đòi 50 triệu đô la tiền giao ngay và biết chắc sẽ lỗ vẫn cứ chạy và vẫn làm. Bi kịch của Cát Linh, Hà Đông vì thế không chỉ là không biết khi nào mới xong, không biết với hồ sơ an toàn thế này thì ai dám cho nó chạy, mà còn là chuyện ngân sách của chúng ta sẽ phải bù lỗ, cũng còn chưa tính là sẽ bao nhiêu mỗi năm nữa. Nói là khúc xương 13 km không sai. Báo cáo tài chính của chính phủ cũng cho biết dự án tại Hà Nội đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên 3/5 hạng mục xây dựng cơ bản chưa đủ điều kiện nghiệm thu nên toàn bộ hệ thống chưa được bàn giao đưa vào khai thác. Và báo cáo của chính phủ cũng nêu rõ tổng thầu chưa xác định được mốc thời gian hoàn thành và hạng mục nêu trên dự án chưa có cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, dẫn tới gói đầu tư, tư vấn giám sát chưa có cơ sở để cho phép kéo dài trong thời gian tới. Và với những đầu tư như vậy của các dự án tại Việt Nam thì số tiền lỗ ngày càng lớn và tất nhiên điều đó sẽ dẫn đến báo cáo tài chính của Việt Nam không thể minh bạch đối với quốc tế. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 2020 với bản tin Giấu báo cáo tài chính, Việt Nam khó vay tiền. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.